Nhìn hình ảnh những cô gái trong trang phục bò sát đang cố gắng tạo những động tác uốn lượn đẹp mắt, bạn có cảm nghĩ gì? Có đẹp không? Có sexy không? Hay là phản cảm đây? Yoga, một bộ môn luyện tập mang đến sự cân bằng và thanh tịnh, lại đang trở thành đề tài gây tranh cãi khi được thực hiện ở những không gian công cộng không phù hợp. Từ các tuyến phố nhộn nhịp, di tích lịch sử đến những điểm tham quan nổi tiếng. Hình ảnh một số cá nhân thực hiện yoga giữa chốn đông người trong trang phục không phù hợp và ở những địa điểm cũng không phù hợp đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng mạng và dư luận. Liệu là cái việc tập yoga nơi công cộng có thực sự cần thiết hay chỉ là phương tiện để một số cá nhân phô trương cái tôi, phá vỡ vẻ đẹp thanh tịnh và ý nghĩa cao quý của bộ môn này? Xin kính mời các bạn hãy cùng phân tích. Yoga công cộng. Thời gian gần đây thì trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hình ảnh gây tranh cãi về các cá nhân hoặc nhóm người tập yoga ở các không gian công cộng. Đơn cử là vào cuối tháng 10, một cô gái người Việt đã gây chú ý khi thực hiện động tác yoga trong bộ đồ bó sát bên ngoài tường cung điện Gyeongbokgung, một trong những biểu tượng văn hóa của đất nước Hàn Quốc. Những động tác uốn dẻo của cô gái lập tức nhận được vô số ý kiến chỉ trích. Dưới góc nhìn của người dân bản địa, hình ảnh này là sự thiếu tôn trọng đối với giá trị văn hóa và lịch sử của quốc gia họ, đặc biệt là tại một di tích mang tính linh thiêng như Gyeongbokgung. Là nhân vật chính trong câu chuyện này, chị Hát sống ở Hà Nội cho biết, bức hình được chụp vào ngày 31 tháng 10 trong một chuyến du lịch Hàn Quốc. Khi đi qua đó thấy bức tường đẹp quá nên chị Hát mới tạo dáng để chụp vài kiểu làm kỷ niệm. Chị này cho biết là chỉ đứng chụp bên ngoài chứ không hề vào trong. Thêm nữa đây cũng là nơi vua và công tần ngày xưa chứ không phải địa điểm thờ cúng hay lăng tẩm. Tôi chỉ tập bên ngoài thôi, người dân đi qua họ còn vỗ tay cổ vũ, xin chụp ảnh cùng. Chị Hát đã chia sẻ trên báo Tân Chí. Cũng theo chị này, bảo vệ tại cung điện cũng quan sát thấy nhưng mà không có ý kiến gì, cũng như là không cấm. Dù khẳng định mỗi người có một sở thích riêng, cần tôn trọng, nhưng mà chị Hát nhấn mạnh lần sau sẽ chú ý không tập yoga ở những địa điểm tương tự nữa. Trước cung điện Gyeongbokgung, nữ du khách này còn làm hành động tương tự tại đảo Nam Mì, một địa điểm du lịch nổi tiếng khác tại Seoul, Hàn Quốc. Tuy nhiên là cộng đồng mạng đã nhanh chóng phản ứng ngược lại, cho rằng cái việc tập yoga tại một di tích văn hóa quốc gia như vậy là không thích hợp và vô tình làm giảm đi tính trang nghiêm của không gian nơi đây. Không chỉ là tại Hàn Quốc, ở Việt Nam cũng xuất hiện không ít hình ảnh yoga nơi công cộng gây khó chịu cho dư luận. Vào tháng 6, một nhóm 17 phụ nữ trải thảm tập yoga ngay giữa đường phố đông đúc ở Thái Bình. Hành động này gây ra tình trạng ùn tắc giao thông và làm phiền đến các phương tiện qua lại. Nhìn từ góc độ người đi đường, hành động này không chỉ thiếu ý thức mà còn mang lại cái cảm giác bức xúc cho những người phải cố gắng tránh né để không va phải nhóm người tập yoga. Đây là ví dụ rõ ràng về sự vô tư quá đà gây ra hình ảnh phản cảm và biến một bộ môn tốt cho sức khỏe thành công cụ để thu hút sự chú ý tiêu cực. Thêm vào đó, hình ảnh các nhóm phụ nữ tập yoga trên các tuyến đường hoa rất là nổi tiếng như đường hoa Phượng Tím ở Đà Lạt cũng từng gây ra làn sóng tranh cãi. Đường giao thông mà chơi cái gì ta? Rồi đây nữa, clip của du khách nước ngoài ghi lại cảnh những người phụ nữ mặc trang phục thể thao bó sát người đang nhào lộn uốn dẻo ngay trên đỉnh Phan Xipang. Hay như hình ảnh các nhóm nhảy dân vũ mặc trang phục không hề phù hợp với lứa tuổi biểu diễn các tiết mục văn nghệ thông qua hoạt động của phường xã hay là các đám cưới cũng khá là phổ biến. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng và thu hút nhiều bình luận chỉ trích. Đa số dân mạng cho rằng những người này tập yoga không đúng nơi, không đúng lúc, tạo nên những cảnh tượng phản cảm như vậy. Yoga là mọi người dễ chịu đẹp lên, còn họ lại làm yoga thành cái gì đó méo mó đến khó chịu. Yoga mọi lúc mọi nơi, chán thực sự mà. Đó là một trong những bình luận bất bình. Một số người biện minh rằng yoga ngoài trời mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, song điều này gây ra nhiều phiền toái khi một nhóm người tùy tiện tập luyện ngay giữa lòng thành phố đông đúc. Điều này mới đặt ra câu hỏi, phải chăng là yoga chỉ đẹp và có ý nghĩa khi được thực hiện trong những không gian yên tĩnh tôn nghiêm thay vì phô diễn ở chốn đông người? Tranh cãi từ Á sang Âu. Không chỉ riêng Việt Nam hay Hàn Quốc, hiện tượng tập yoga nơi công cộng và các địa điểm du lịch cũng là vấn đề gây tranh cãi ở rất nhiều quốc gia. Vào tháng 12 năm 2023, hình ảnh một influencer tập yoga tại bức tường thành cổ ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc do người đi đường chụp đã lan nhanh chóng trên mạng xã hội Weibo. Người có sức ảnh hưởng trên Douyin là Yao Xian có 1,6 triệu người theo dõi, đã mặc trang phục yoga, trải thảm tập và thực hiện các động tác chuyên nghiệp trước sự chứng kiến của rất nhiều du khách. Theo Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Hồ Bắc, thành phố Tương Dương là vị trí chiến lược nơi sông Hán chảy qua. Bức tường thành cổ được xây dựng vào thời nhà Hán. Nơi đây được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quan trọng được bảo vệ cấp độ quốc gia vào năm 2001.
Trên mạng xã hội của Trung Quốc, một số người cho rằng động tác yoga của người phụ nữ tại địa điểm này là không phù hợp và rất thô tục. Một người thậm chí còn gọi bài tập là vi phạm trật tự công cộng và đạo đức. Xin hãy tôn trọng thành phố cổ, đây là nơi mọi người trải nghiệm lịch sử và văn hóa, không phải là phòng tập yoga cá nhân của bạn. Trong khi đó thì một số người lại cho rằng hoạt động này hoàn toàn có thể chấp nhận và không khác gì thái cực quyền, bộ môn thường được tập luyện nơi công cộng tại Trung Quốc. Họ cho rằng người phụ nữ chỉ đang mặc đồ tập yoga bình thường, điều này không đáng bị coi là phản cảm. Tại sao mặc đồ bó sát và tập thể dục lại bị coi là thô tục? Hãy ngừng chế giễu phụ nữ đi, một người đã viết. Cô ấy có vẻ tự tin và tích cực, những người chỉ trích yoga là thô tục mới thực sự xấu xí, một người khác bình luận. Không chỉ là Trung Quốc, những tranh cãi tương tự cũng diễn ra ở khắp Hàn Quốc. Clip một người nước ngoài chạy thảm tập yoga ngay giữa ga tàu đông đúc thu sự chú ý trên mạng xã hội. Dân mạng đã nhanh chóng chỉ trích đây là một trò hề nhằm tìm kiếm sự chú ý, mô tả nó chẳng khác nào một nỗ lực tuyệt vọng để có thêm người theo dõi. Khi mà tranh luận về việc có nên tập yoga ở nơi công cộng hay không nổ ra, một số nơi đã quyết định kết thúc nó bằng một lệnh cấm tương đối khắc nghiệt. Luật sửa đổi của thành phố San Diego, bang California của Mỹ có hiệu lực từ cuối tháng 3, đã quy định rằng các nhóm từ 4 người trở lên tụ tập ở những nơi công cộng để thực hiện các hoạt động giải trí thương mại mà không có sự chấp thuận của chính phủ thì là bất hợp pháp. Các viên chức cho biết quy định đảm bảo những không gian công cộng vẫn an toàn và dễ tiếp cận. Luật này ban đầu được thiết kế để nhắm vào những người bán thực phẩm không có giấy phép, nhưng mà khi sửa đổi đã trở thành công cụ trấn áp các lớp tập thể dục, bao gồm cả những nhóm tập yoga ngoài trời. San Diego vốn là địa điểm nổi tiếng với các lớp tập yoga ngoài trời thu hút không ít người dân và du khách. Nhưng mà khi số lượng người tập yoga ngày càng tăng, nhiều người phàn nàn rằng các điểm ngắm cảnh thiên nhiên và bãi đậu xe đã bị quá tải, đặc biệt là tại công viên Sunset Cliff, nơi các lớp yoga được tổ chức ngay trên vách đá, nhìn ra được Thái Bình Dương. Luật sửa đổi của thành phố không chỉ nhằm ngăn chặn sự lạm dụng không gian công cộng, mà còn bảo vệ tính an toàn và quyền lợi của tất cả cư dân. Việc này cũng gây ra phản ứng trái chiều. Một số huấn luyện viên và học viên bày tỏ sự bất mãn khi cho rằng yoga là bộ môn giúp cân bằng tinh thần, nhưng mà này lại hạn chế một số không gian công cộng, ảnh hưởng đến quyền tự do tập luyện. Họ thậm chí đã đệ đơn kiện thành phố vì cái quy định này. Một huấn luyện viên chia sẻ, yoga giúp con người tự chăm sóc bản thân và kết nối với thiên nhiên. Nếu không thể tập yoga ngoài trời, điều này đi ngược lại với tinh thần vốn có của bộ môn này. Đừng biến yoga thành nơi phô trương phản cảm. Khi mà nó bị thực hiện ở những nơi không phù hợp như là các địa điểm công cộng, đông người hoặc là các di tích lịch sử, chính người tập yoga đang tự làm méo mó hình ảnh đẹp đẽ của bộ môn này. Thay vì trở thành một hoạt động tôn vinh sự thanh tịnh và tự do, yoga đã bị biến thành một phương tiện để phô trương cái tôi, gây phản cảm và khó chịu cho mọi người xung quanh. Thậm chí là họ chọn tập yoga giữa chốn công cộng, trên sân khấu để chụp ảnh câu like, thì quả thật là hết sức phản cảm. Cộng đồng mạng không ngừng chế giễu và chỉ trích những hình ảnh yoga lố bịch, không phải vì họ ghét bỏ bộ môn này, mà vì cảm thấy yoga đang bị lợi dụng để thu hút sự chú ý một cách rẻ tiền. Hành động tập yoga giữa đường, trên sân khấu rồi đăng ảnh lên mạng xã hội để câu view câu like bất chấp mọi người xung quanh là biểu hiện của một trào lưu sống ảo phản cảm và lệch chuẩn, thậm chí là đi ngược lại thuần phong mỹ tục, thiếu văn hóa và rất là thiếu văn minh. Bên cạnh đó thì cái việc mặc trang phục vốn chỉ dành cho phòng tập ở những nơi công cộng càng làm tăng thêm sự khó chịu cho mọi người xung quanh. Những hành vi này không chỉ thể hiện sự thiếu tinh tế mà trong một số trường hợp còn phản ánh sự thiếu hiểu biết về pháp luật khi sử dụng không gian công cộng và đường giao thông cho mục đích cá nhân. Nữ hoàng yoga Việt Nam 2022, chị Nguyễn Sơn, sinh năm 84 ở Hà Nội, chia sẻ suy nghĩ về câu chuyện yoga công cộng cần phải lưu ý địa điểm diễn ra. Những nơi như nơi làm việc, siêu thị, trung tâm thương mại hay rạp chiếu phim không phải là không gian phù hợp cho trang phục tập yoga. Một số người mặc đồ tập không đúng hoàn cảnh vô tình tạo nên cảm giác không thoải mái và hình ảnh không đẹp trong mắt mọi người xung quanh. Giống như là khi đi chùa, chúng ta mặc trang phục kín đáo, hay là khi dự tiệc cưới thì chọn đồ lộng lẫy vậy. Cuối cùng thì đây là bộ môn có giá trị tinh thần cao quý, nhưng mà khi bị thực hiện ở những không gian không phù hợp, chính người tập đang đẩy bộ môn này vào thế lố bịch. Mọi người cần phải có ý thức hơn về không gian và thời gian thực hiện để tôn vinh giá trị của bộ môn một cách đúng đắn và không gây phản cảm cho cộng đồng xung quanh.